Thí nghiệm tâm lý Milgram phơi bày cách đức quốc xã biến người thành ác quỷ. Trong lịch sử tâm lý học, có những thí nghiệm không chỉ đơn thuần là một phương pháp nghiên cứu, mà còn trở thành những bài học lớn về bản chất con người, về khả năng dễ dàng trở thành công cụ của tội ác dưới áp lực của quyền lực. Một trong những thí nghiệm đáng chú ý nhất trong lĩnh vực này chính là thí nghiệm của Stanley Milgram, một nhà tâm lý học xã hội người Mỹ nổi tiếng với nghiên cứu về sự phục tùng quyền lực. Thí nghiệm này đã tiết lộ một cách rõ ràng cách con người có thể trở thành những tác quỷ dưới sự chi phối của quyền lực. Điều đã xảy ra với nhiều người trong đệ nhị thế chiến dưới sự chỉ đạo của Đức Quốc xã. Bối cảnh lịch sử của thí nghiệm. Thí nghiệm của Milgram được thực hiện vào những năm 1960, một thời kỳ mà thế giới vẫn còn đang sống trong bóng tối của tội ác chiến tranh từ thế chiến thứ hai. Trong cuộc chiến này, Đức Quốc xã đã thực hiện những hành vi tàn ác không thể tha thứ đối với người Do Thái và nhiều dân tộc khác. Những hành động này đã được thực hiện bởi các quân nhân, những người trực tiếp tuân theo mệnh lệnh của cấp trên mà không thắc mắc về đạo đức hay nhân tính. Trong các phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh, câu hỏi đặt ra là liệu những quân nhân này có thực sự có tội khi họ chỉ làm theo mệnh lệnh? Họ có phải là những kẻ chủ mưu trong các vụ thảm sát hay chỉ là công cụ bị điều khiển? Mingram muốn khám phá xem con người có khả năng chống lại mệnh lệnh phi nhân tính đến mức nào và liệu họ có thể giữ vững lương tâm của mình khi đối diện với quyền lực hay không. Thiết kế thí nghiệm Mingram đã thiết kế một thí nghiệm tâm lý đơn giản nhưng cực kỳ tinh vi để kiểm tra sự phục tùng quyền lực. Ông đã đăng một quảng cáo tuyển người tham gia nghiên cứu xã hội tại Đại học Ian, với lời mời mọi người tham gia một thí nghiệm kéo dài khoảng một giờ và được trả công 4,5 đô la, tương đương với khoảng 20, 30 đô la hiện nay. Các tình nguyện viên khi đến sẽ được chia thành hai nhóm, giáo viên và sinh viên. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là tất cả những người tham gia đều được chọn làm giáo viên, trong khi sinh viên thực chất là những diễn viên được thuê để giả làm người bị thí nghiệm. Trong thí nghiệm, người giáo viên được yêu cầu ngồi trước một cổ máy có 30 nút, mỗi nút tương ứng với một mức điện áp từ 45V đến 450V. Nhiệm vụ của họ là đọc một loạt từ cho sinh viên nhớ, sau đó kiểm tra lại. Mỗi khi sinh viên trả lời sai, giáo viên phải nhấn nút trên cổ máy để phóng điện giật vào sinh viên như một hình phạt. Điện áp sẽ tăng dần sau mỗi lần trả lời sai, với mức cao nhất là 450V một mức có thể gây chết người. Điều quan trọng cần lưu ý là sinh viên không thực sự bị giật điện. Tuy nhiên, họ sẽ giả vờ đau đớn và kêu gào theo mức độ điện áp, từ những tiếng trên rỉ nhẹ đến những tiếng thét kinh hoàng và thậm chí là im lặng hoàn toàn, giả vờ như đã bất tỉnh hoặc chết. Kết quả đáng kinh ngạc. Kết quả của thí nghiệm đã gây sốc cho cả Mingram và cộng đồng khoa học. Trong tổng số 40 người tham gia, không một ai từ chối nhấn nút phạt điện áp ở mức đầu tiên, 45V. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là có tới 2 phần 3 số người tham gia, tức 26 trên 40 người, đã sẵn sàng nhấn nút cuối cùng, 450V, mặc dù họ tin rằng điều này có thể dẫn đến cái chết của sinh viên. Chỉ có 1 phần 3 số người, 14 trên 40 người, đã từ chối tiếp tục thí nghiệm ở một mức độ nào đó trước khi đạt đến mức điện áp cao nhất. Sự thật là trước khi thực hiện thí nghiệm này, Mingram đã khảo sát ý kiến của các chuyên gia tâm lý học, những người đều dự đoán rằng hầu hết mọi người sẽ từ chối tiếp tục khi điện áp trở nên nguy hiểm. Không ai nghĩ rằng phần lớn những người tham gia sẽ đi đến cùng và nhấn nút 450V. Phân tích tâm lý học. Vậy điều gì đã khiến những người tham gia thí nghiệm sẵn sàng hành động như vậy, bất chấp lương tâm và đạo đức của mình? Milgram cho rằng sâu thẳm trong tâm lý con người tồn tại một xu hướng phục tùng quyền lực rất mạnh mẽ. Khi đối diện với một người có quyền uy, con người có xu hướng tuân lệnh mà không cân nhắc đến hậu quả của hành động mình. Trong thí nghiệm, những người tham gia liên tục bày tỏ sự do dự hỏi lại người hướng dẫn thí nghiệm xem họ có nên tiếp tục hay không. Tuy nhiên, chỉ cần người hướng dẫn nói hãy tiếp tục, phần lớn họ đã tuân lệnh mà không hỏi thêm. Điều này cho thấy rằng khi con người cảm thấy bị rối loạn hoặc không chắc chắn, họ sẽ tìm kiếm chỉ dẫn từ người có thẩm quyền và dễ dàng phục tùng mệnh lệnh, ngay cả khi nó đi ngược lại với giá trị đạo đức của họ. Mingram đã mô tả trạng thái tâm lý này là trạng thái người đại diện, agentic trong đó người tham gia không còn xem mình là người ra quyết định mà chỉ là công cụ thực thi mệnh lệnh của người khác. Trạng thái này giúp họ giảm bớt cảm giác tội lỗi và trách nhiệm đối với hành động của mình, vì họ tin rằng họ chỉ đang thực hiện nhiệm vụ được giao. Các phiên bản khác của thí nghiệm. Để kiểm chứng và mở rộng kết luận của mình, Milgram và các nhà nghiên cứu khác đã thực hiện nhiều phiên bản khác nhau của thí nghiệm. Một trong những thay đổi quan trọng là cho sinh viên giả vờ có bệnh tim và cảnh báo rằng họ không thể chịu đựng được cú sốc điện tuy nhiên ngay cả trong những phiên bản này kết quả vẫn tương tự phần lớn người tham gia vẫn tiếp tục nhấn nút điện áp cao nhất khi được yêu cầu thậm chí khi có hai người hướng dẫn thí nghiệm với ý kiến trái ngược nhau một người yêu cầu tiếp tục một người khác yêu cầu dừng lại người tham gia vẫn thường chờ đợi xem ai là người có quyền uy cao hơn để quyết định nếu không thể phân định được họ mới tự đưa ra quyết định và dừng thí nghiệm điều này càng khẳng định rằng quyết định của họ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi quyền lực hơn là bởi lương tâm hay sự đồng cảm ý nghĩa xã hội và đạo đức. Thí nghiệm của Mingram đã gây ra một cú sốc lớn trong cộng đồng tâm lý học và xã hội học. Kết quả của nó đặt ra những câu hỏi quan trọng về bản chất của sự phục tùng quyền lực và khả năng của con người trong việc thực hiện những hành động tàn ác khi được chỉ đạo bởi một thẩm quyền. Nó cũng làm sáng tỏ cách mà Đức Quốc xã đã có thể biến những con người bình thường thành những kẻ sát nhân trong các trại tập trung và những chiến dịch thảm sát những người lính đức quốc xã không phải lúc nào cũng là những kẻ ác tâm bẩm sinh nhưng dưới áp lực của quyền lực và mệnh lệnh từ cấp trên họ đã thực hiện những hành động mà bình thường họ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm thí nghiệm này cũng có những ý nghĩa sâu sắc đối với cách chúng ta hiểu về các hệ thống quyền lực trong xã hội hiện đại trong cuộc sống hàng ngày mỗi chúng ta đều là một phần của một hệ thống quyền lực nào đó dù chúng ta có nhận thức được hay không chúng ta có thể là người ra lệnh hoặc người nhận lệnh và trong nhiều trường hợp chúng ta có thể vô thức phục tùng những quyết định đi ngược lại với giá trị đạo đức của mình. Hạn chế và phản ứng của công chúng. Mặc dù thí nghiệm của Milgram đã cung cấp những hiểu biết quan trọng, nó cũng gặp phải những phản ứng mạnh mẽ từ cả công chúng và giới học thuật. Một trong những chỉ trích chính là vấn đề đạo đức trong thí nghiệm. Nhiều người cho rằng thí nghiệm đã gây ra căng thẳng tâm lý nghiêm trọng cho những người tham gia khi họ tin rằng mình đã làm hại người khác mặc dù minram đã tiến hành các cuộc phỏng vấn theo dõi để kiểm tra sức khỏe tinh thần của những người tham gia nhưng vẫn có những lo ngại về tác động lâu dài của thí nghiệm này đối với họ ngoài ra có ý kiến cho rằng kết quả của thí nghiệm có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như môi trường thí nghiệm bối cảnh văn hóa và cách thức mà thí nghiệm được thực hiện một số nhà nghiên cứu đã cố gắng tái lập thí nghiệm của minram ở các quốc gia và bối cảnh khác nhau với kết quả khá đa dạng Điều này cho thấy rằng mức độ phục tùng quyền lực có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố văn hóa và xã hội. Kết luận. Thí nghiệm của Stanley Milgram vẫn là một trong những nghiên cứu tâm lý học gây tranh cãi và được nghiên cứu nhiều nhất trong lịch sử. Nó không chỉ tiết lộ những khía cạnh đen tối trong tâm lý con người mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về bản chất của quyền lực và sự phục tùng trong xã hội. Dù thí nghiệm này đã gây ra nhiều tranh luận về đạo đức nghiên cứu, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách con người có thể trở thành những công cụ trong tay quyền lực và thực hiện những hành động mà họ chưa từng nghĩ đến thí nghiệm minhram đã cho thấy rằng dưới áp lực của quyền lực con người có thể dễ dàng từ bỏ lương tâm và trở thành những tác quỷ mà họ không hề nhận ra bài học từ thí nghiệm này vẫn còn nguyên giá trị đặc biệt trong một thế giới mà quyền lực vẫn là một yếu tố quan trọng chi phối hành vi con người nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc duy trì ý thức đạo đức và sự tự chủ ngay cả khi đối diện với những mệnh lệnh từ cấp trên trong mọi hoàn cảnh chúng ta cần nhớ rằng trách nhiệm đạo đức không bao giờ có thể được chuyển giao và rằng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm đứng lên chống lại những mệnh lệnh phi nhân tính nếu bạn thấy nội dung này hữu ích và thú vị đừng quên nhấn thích để ủng hộ mình nhé hãy để lại bình luận phía dưới để chia sẻ suy nghĩ của bạn hoặc bất kỳ câu hỏi nào mà bạn muốn mình giải đáp và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ